Xin chào các bạn Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu hoa cẩm chướng xinh xắn như thế này Đây là toàn bộ xung quanh phần thân hoa ha Họa tiết trên cánh hoa Mẫu này các bạn có thể móc nhiều hoa sau đó mình trang trí thành một chậu hoa để bàn Hoặc là mình cũng có thể bó lại và tặng nhân dịp những ngày lễ ha Để làm được mẫu này mình sử dụng len miêu cotton của 125g Sợi len của mình là mát ép và chữ đỏ Độ dày sợi len nằm trong tầm khoảng 1.75 cho đến 2 mm. Kim móc thì mình dùng kim hai đầu 34 nè và ta dùng đầu số 4. Đầu này nó sẽ tương đương kim 2,5 mm để cho cái cánh hoa của mình nó được chắc chắn hơn ha. Ngoài ra mình còn sử dụng thêm kéo cắt len. Để cho cành hoa được cứng cáp sử dụng cho mình thêm kẽm có cái độ dày tầm khoảng 2 mm ha cho cái phần cành hoa của mình nó được cứng cáp nè và sử dụng thêm một cái loạn cước nhỏ như thế này để mình nẹp trong cái phần cánh hoa tạo dáng cho phần cánh hoa ha Kim khâu len nè à. Một cái kèm nhỏ dùng để cắt và canh chỉnh cái kẽm của mình ha Một ít gòn nhồi mình nhồi vào trong thân hoa cho thân hoa được cứng cáp Ngoài ra thì còn có thêm một cái súng bắn keo ha Bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết Đầu tiên các bạn cần tạo cho mình một vòng tròn Bóc và kéo len qua vòng tròn giữ nguyên vị trí này móc lên một mũi móc xích móc vào vòng tròn ta vừa tạo 5 mũi móc đơn móc đơn đầu tiên mũi móc đơn thứ hai mũi móc đơn thứ ba mũi móc đơn thứ tư mũi móc đơn thứ năm khi mình có được 5 mũi móc đơn liên tiếp ta nắm sợi len ngắn gút lại cho vòng tròn của mình nhỏ lại và các bạn sẽ di chuyển kim đến cái chân của mũi móc đơn đầu tiên ha. Đây là chân mũi đơn đầu tiên nè Đâm kim vào đây và móc cho mình một mũi giờ để ta kết thúc vòng đầu tiên này Móc lên một mũi móc xích Như vậy là ta hoàn tất được vòng đầu tiên Vòng này có 5 mũi móc đơn sẽ tạo ra 5 chân móc cho vòng móc thứ hai Vòng móc thứ hai mình cũng sử dụng mũi đơn để móc ha Chân đầu tiên luôn luôn là chân mình móc mũi giờ kết thúc vòng đầu tiên nè Móc cho mình vào chân đầu tiên đó hai mũi móc đơn cùng chân móc Móc đơn thứ nhất Móc đơn thứ hai còn bốn chân còn lại thì các bạn cũng làm tương tự, mỗi chân cứ móc hai mũi móc đơn vào cùng chân móc. Chân thứ hai móc hai mũi móc đơn. Chân thứ ba móc hai mũi móc đơn. Chân móc thứ tư cũng móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Và tương tự cho chân thứ năm là chân cuối cùng ha, cũng móc hai mũi móc đơn vào cùng chân móc. Như vậy là ta hoàn tất được vòng thứ hai để ý cho mình ở sát đây nó có một cái đường móc nhỏ. Thì đây không phải là chân móc mà nó là cái chân của mũi dời kết thúc vòng đầu tiên chứ nó không phải là chân của mũi đơn ha. Ta không móc vào đó mà các bạn đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên ở vòng móc thứ hai này, móc một mũi dời. Từ đây lên hai mũi xích. Như vậy là vòng thứ hai của mình hoàn tất, tạo ra được 10 mũi móc đơn. Ta có 10 chân móc cho vòng móc thứ ba. Vòng thứ ba móc cho mình mũi kép đơn các bạn sẽ móc vào chân đầu tiên hai mũi kép đơn cùng chân móc chân đầu tiên luôn luôn là chân mình móc mũi dời kết thúc bằng phía dưới ha móc vào đó hai mũi kép đơn tiếp tục chân kế bên cũng móc cho mình hai mũi kép đơn vào cùng chân móc và các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho tất cả 10 chân móc đó ha mỗi chân ta cứ móc hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc Khi đã móc được đến cuối vòng thì vòng này mình sẽ tạo ra được tổng cộng là 20 mũi kép đơn liên tiếp, tạo ra 20 chân móc cho vòng móc kế tiếp. Kết thúc thì đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Sau đó móc lên hai mũi móc xích. Vòng kế tiếp mình sẽ tiến hành tăng cho cái phần thân của hoa nó có cái độ cao lên một tí nè và nó có cái độ búp lại. Thì các bạn sẽ móc cho mình 20 chân móc đó, mỗi chân là một mũi kép đơn ha. Kết thúc cũng đâm kim vào chân mũi kép đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Như vậy là ta sẽ có được một cái phần thân phía dưới có cái độ sâu như thế này. Bây giờ mình sẽ tạo cái độ xòe cho phần thân hoa ha. Móc lên hai mũi móc xích. Hàng này có 20 mũi móc kép đơn, tạo ra 20 chân móc cho vòng móc kế tiếp. Thì vòng kế tiếp mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Chân đầu tiên móc hai mũi kép đơn nè. Tương tự chân thứ hai cũng móc hai mũi kép đơn. Và mình sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại ha. Ta sẽ có 20 chân móc, mỗi chân sẽ móc hai mũi kép đơn vào cùng chân móc. Kết thúc vòng cũng tương tự, đâm kim vào chân mũi kép đơn đầu tiên, móc một mũi dời, sau đó lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Ta sẽ hoàn tất được cái phần thân dưới của hoa. Nó sẽ có một cái độ xòe ở bên trên như thế này. Thì bây giờ mình sẽ tạo cái cánh hoa ở bên trên. Đưa cho mình sợi len ra phía sau. Để ý ở cái sợi len thừa ta kết thúc phần thân dưới. Ở phía trước là cái chân ta móc mũi dời kết thúc nè, thì phía sau sẽ là cái chân của mũi dời. Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân của mũi dời phía sau. Kéo sợi len qua chân móc. Từ đây móc lên cho mình hai mũi móc xích. Hàng móc thay màu đầu tiên này, móc vào chân đầu tiên hai mũi kép đơn cùng chân móc. Khi móc có sợi len thừa các bạn nhớ móc dấu cho mình vào trong mũi móc để ta cắt len không phải dấu len nhiều ha. Hàng phía dưới phần thân màu xanh á, mình có được 40 mũi kép đơn tạo ra 40 chân móc cho cái vòng móc này thì vòng móc này các bạn cứ móc cho mình vào 40 chân đó, mỗi chân là hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Để mình tăng cái số mũi móc lên ha. Mỗi chân móc hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc, ta sẽ có tổng cộng là 80 mũi kép đơn cho cái vòng móc này. Kết thúc thì cũng tương tự ha Đâm kim vào đây móc một mũi dời Sau đó móc lên hai mũi móc xích Tiếp tục đến cái hàng móc thứ hai của cái phần thân màu hồng này Các bạn cũng làm công thức giống như cái phần phía dưới Mỗi chân là hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc Thì phần phía dưới của mình có 80 mũi kép đơn tạo ra 80 chân thì 80 chân đó mỗi chân móc hai mũi kép đơn tạo ra được 160 mũi kép đơn ha. Sau đó tiếp tục kết thúc vòng. Móc lên một mũi móc xích. Khi cái phần cánh của mình nó đã có 160 mũi kép đơn rồi, tạo ra 160 chân móc cho vòng móc kế tiếp thì bây giờ mình sẽ tạo cái độ uh, nhọn ở bên trên cánh hoa ha. Móc lên một xích và móc vào chân đầu tiên một mũi móc đơn. Được mũi móc đơn vào chân đầu tiên rồi, móc lên ba mũi móc xích. Sau đó tiếp tục đâm kim vào chân thứ hai móc một mũi móc đơn. Kết thúc mũi móc đơn, móc lên 3 mũi móc xích. Móc vào chân móc kế tiếp một mũi móc đơn. Lên 3 mũi móc xích. Chân kế bên móc một mũi móc đơn. Và các bạn cứ làm lần lượt tương tự cho mình cho 160 mũi đó ha. Cứ lên 3 mũi xích sau đó liên tiếp vào các chân móc mỗi chân là một mũi móc đơn. Khi móc được đến chân cuối cùng thì cũng móc lên 3 mũi móc xích. Sau đó đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên mà ta bắt đầu tạo cái độ nhọn của cánh, móc vào đó một mũi dời. kéo dài sợi len và cắt len sợi len thừa đang nằm ở phía ngoài ta đâm kim từ dưới lên trên vào cái chân móc mình vừa móc mũi giờ kết thúc sau đó kéo sợi len ra phía sau mình tiến hành giấu len thừa vào trong mũi móc ha bây giờ mình sẽ tiếp tục móc phần lá đối với phần lá tạo một nút móc và kéo len qua vòng tròn dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút khi có được một nút rồi, từ đây móc lên một dây móc xích có cái độ dài vừa đủ để tạo cái phân lá nè. Sai này thì mình sẽ móc tổng cộng là 16 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 và 16 Ta được cái độ dài của phần lá rồi, các bạn sẽ đưa cho mình cái đoạn cước nhỏ để mình nẹp vào trong thân lá này. Đoạn cước của mình á, các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn cước có cái độ dài gấp đôi, gấp hơn đôi so với cái chiều dài của đoạn xếp này mình có được ha. Gấp hơn đôi nè. Đưa cái đoạn cước này nẹp vào trong cái phần xích đó luôn. Móc lên một mũi móc xích. Đâm kim vào chân thứ 16, móc vào đó một mũi móc đơn. Và khi móc các bạn cũng giấu cho mình luôn cái đoạn cước này vào trong mũi móc nha. Làm tương tự cho mình 15 chân còn lại, cứ mỗi chân sẽ móc một mũi móc đơn. Do lá của mẫu hoa này nó thon và nhỏ nên mình sẽ sử dụng mũi móc đơn cho toàn bộ phần thân lá ha. Mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn cho đến cuối. Khi móc được đến chân móc cuối cùng rồi ta sẽ gặp đôi cái đoạn cước lại cho nó bằng nhau nè. Sau đó mình sẽ tạo cái điểm nhọn của cái đỉnh lá ha. Chân cuối cùng đó móc cho mình thêm một mũi móc đơn nữa. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Và tiếp tục móc vào cái chân cuối cùng đó hai mũi móc đơn nữa. Tức là chân cuối cùng này mình sẽ có tổng cộng là 4 mũi móc đơn và cách nhau là một mũi xích ha. Từ đây di chuyển kim đến các cái chân của mũi móc xích bên này và sẽ đẹp cho mình cái đoạn cước còn lại ha mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn khi móc nhớ đẹp cước và nhớ dấu lên thừa vào trong mũi móc nha khi đã móc được đến cuối rồi đâm kim vào chân cuối cùng móc một mũi móc đơn móc lên một mũi móc xích đưa cho mình cái đoạn cước mà mình nẹp ở cái hàng móc đơn cuối cùng này nè đưa vào chính giữa kim với sợi len đâm kim vào chân của cái mũi đơn ở đây móc một mũi dời móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len cắt cái độ dài của đoạn len bằng với cái đoạn cước á mà còn chưa ra ha sau đó canh chỉnh cho cái mũi móc của mình nó phẳng lại ta sẽ có được một cái chiếc lá và mình có thể tạo ra dáng cho lá của mình ha xỏ sợi len vào trong kim khâu các bạn cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài ở cái phần thân hoa để ý ở cái hàng móc mà giữa cái phần màu xanh với cái phần màu hồng nè nó sẽ có cái chân móc nằm chính giữa thì các bạn sẽ đâm cho mình vào khoảng cách là ba chân móc nha chưa một đoạn len vừa đủ dài ở phía dưới tiếp tục nè đếm qua ba chân móc đâm từ dưới lên sau đó ở chân móc thứ ba đâm từ trên xuống đây cứ cách nhau là ba chân móc và các bạn cứ kéo kim xen kẽ như thế này cho đến hết vòng Để cho cái đường guốc nó khít hơn các bạn có thể xỏ kim thêm một lần nữa theo cái vòng tròn này ha Hoặc là những bạn nào mà guốc mạnh cái sợi len rồi thì không cần nữa Ta sẽ có hai cái đầu len dư nè Sử dụng cho mình gòn nhồi, nhồi vào bên trong Các bạn nhồi cứng cứng gòn lại ha Có được một ít gòn rồi ở cái cọng kẽm 20 mm á Mình sẽ dùng cái kềm các bạn bẻ cho mình cong một đầu khi mà mình luồn cái phần kẽm này vào trong cái thân hoa nó sẽ không có bị chạy ha. Nhồi gòn chắc lại nè. Đâm còng kẽm này ha lên cái phần gòn. Đâm vào cái vòng tròn đầu tiên ta tạo luôn. Nhồi cho mình hết gòn xuống dưới. Và cầm hai cái đầu len thừa ban nãy á, các bạn sẽ guốc thật mạnh vào. Cô cuốt lại cho mình khoảng tầm 2 cho đến 3 guốc ha. Lưu ý nhớ siết chặt lại cho cái phần này nó không có bị hở. Cuốt cho mình thêm khoảng 2 đến 3 lần nữa. Cắt cái đoạn len thừa đi, Lấy cái màu len của cái phần lá các bạn sẽ chừa một đoạn len vừa đủ dài Sau đó mình để sát cái mép của cái phần thân hoa nè Đẩy cái phần thân hoa lên trên một tí ha Sát mép luôn Sau đó mình sẽ tiến hành quấn Khi quấn thì lưu ý các bạn sẽ quấn cho che luôn cho mình cái phần kẽm ở bên trong nha Ta sẽ quấn một đoạn vừa đủ Sau đó các bạn sẽ đưa cho mình cái phần lá mà mình tạo á. Mình sẽ để cái mặt phải của cái phần lá lên trên. Quấn luôn cho mình các cái cọng cước còn dư nè và cái sợi len thừa luôn ha. Phía dưới đuôi sử dụng cho mình keo nến. Các bạn dùng súng bắn keo ha. Làm cho keo nóng chảy sau đó mình bôi một ít keo lên trên này. Và mình cũng dùng len và mình quấn sát với cái đoạn keo mà mình có ở đây ha Để cho cái sợi len của mình nó bám sát lại Sau đó cắt cái đoạn len đi Như vậy là ta sẽ hoàn tất được một cái cành hoa cẩm chướng xinh xắn như thế này Mẫu này thì các bạn có thể móc thêm nhiều hoa Cũng có thể thay đổi màu Mình sẽ tạo ra một cái chậu hoa trang trí để bàn Hoặc mình cũng có thể bó lại và phối thêm nhiều mẫu hoa Để mình tạo ra một bó hoa xinh xắn tặng nhân ngày dịp lễ ha khi thực hiện có điểm nào không hiểu có thể để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc chúc các bạn thành công